công khai ly hôn Trương Quỳnh Anh, chính thức kết thúc 8 năm và một câu chuyện tình đẹp. Đến thời điểm hiện tại, chuyện tình của Tim và Trương Quỳnh Anh đã thực sự kết thúc khi anh chính thức nói về ly hôn. Sau thời gian dài giấu kín, Tim đã chính thức lên tiếng xác nhận ly hôn Trương Quỳnh Anh. Khoảng một năm nay, chuyện hôn nhân đổ vỡ của vợ chồng Tim, Trương Quỳnh Anh luôn là tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Cặp đôi liên tục vướng tin đồn chia tay, tái hợp, chia tay trong suốt 7 năm yêu nhau. Tuy nhiên, cách đây ít giờ, trên trang cá nhân, Tim đã bất ngờ xác nhận chuyện cả hai đã ly hôn. Không chỉ vậy, nam ca sĩ còn khẳng định đang độc thân, không yêu đương bất kỳ ai. Cụ thể, khi đăng tải hình ảnh của bản thân kèm chú thích "Ánh trăng nói hộ lòng tôi", Tim đã bình luận ngay ở dưới rằng "nói hộ là đang không yêu ai". Kèm theo trạng thái, Tim đã đăng hình ảnh đầy tâm trạng của mình. Trước đó, khi rộ lên nghi án ly hôn, Tim từng tuyên bố nếu điều này có xảy ra thì chính anh sẽ tự công bố với khán giả. Phải chăng đây là thời điểm anh cảm thấy thích hợp để nói ra? Trước đó, tờ quyết định ly hôn bị rò rỉ trên mạng xã hội cũng ghi thời điểm là tháng 5, 2017. Tim cũng thường xuyên chia sẻ tâm sự trên trang cá nhân trước đó. Dẫu cho đoạn tình yêu đó như thế nào, tôi vẫn muốn một lần yêu thực sự. Tôi từng liều mạng khi yêu, vấp ngã đến độ đầy người đều là máu, xương cốt vỡ vụn, cũng luôn cố gắng. Tôi không ân hận vì đổ vỡ. Sau tất cả, tôi đã tìm thấy đường sống từ cõi chết. Tim thừa nhận anh đã thay đổi và cố gắng rất nhiều để giữ được Quỳnh Anh, nhưng không được vì gương vỡ chẳng lành. Gia đình hạnh phúc của Tim và Trương Quỳnh Anh trước đó đã khiến rất nhiều người ngưỡng mộ. Trước đó, những lần hội ngộ, Trương Quỳnh Anh đi cùng hai cha con, nhưng không ai chia sẻ ảnh chụp chung với mọi người. Lộ bằng chứng bảo anh, Hồ Quang Hiếu quay lại bên nhau sau một năm chia tay. Mới đây trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Hồng Ngọc vừa đăng tải hàng loạt bức ảnh về những buổi ăn uống của cô cùng các đồng nghiệp tại Việt Nam. Rất hiếm hoi mới có dịp về lại quê nhà, nên nữ ca sĩ tranh thủ gặp gỡ hết những bạn bè thân thiết như Chí Tài, Lam Trường, vợ chồng Trấn Thành, Trường Giang, Xuân Lan. Đặc biệt nhất, trong những buổi gặp gỡ còn có sự xuất hiện của Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu. Theo đó, cả hai bất ngờ đi ăn cùng các anh chị em nghệ sĩ và còn ngồi cạnh nhau rất thân thiết. Chỉ cần xuất hiện cùng một bàn tiệc thôi đã là vấn đề. Đằng này cả hai còn tươi rói, ngồi chung thế này thì khán giả lại tiếp tục xôn xao. Đây là lần đầu tiên cặp đôi xuất hiện cùng nhau sau gần một năm đường ai nấy đi. Bức ảnh này hiện đang khiến khán giả bàn tán khá nhiều. Có thể thấy cả hai dường như vẫn có mối quan hệ bạn bè tốt sau khi chia tay. Cả Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu đều rất thân thiết với vợ chồng Hồng Ngọc. Có thể mối quan hệ này được xây dựng từ những chuyến lưu diễn tại Mỹ. Cách đây không lâu, Hồ Quang Hiếu đã nhanh chóng chia sẻ về trang cá nhân khi thấy thông tin người đẹp bị thủy đậu. Đồng thời, anh còn thể hiện sự quan tâm, xót xa khi chứng kiến khoảnh khắc Bảo Anh bị bệnh. Mong sớm khỏi bệnh em nhé. Thậm chí, anh còn thẳng thắn cho hay, khi nghe tin nữ ca sĩ có bạn trai mới, anh thấy nhói tim vì không nghĩ rằng Bảo Anh lại có người mới nhanh đến thế. Có thể thấy dù đã tan vỡ, nhưng Hồ Quang Hiếu vẫn thường có biểu hiện quan tâm đến Bảo Anh. Trước đây anh từng thừa nhận dù chia tay, nhưng vẫn còn tình cảm với nữ ca sĩ. Thúy Ngân chính thức lên tiếng về nghi án hẹn hò Trung Dũng sau bộ phim truyền hình hot nhất 2018. Nhiều trang thông tin đã xuất hiện nghi vấn cả hai diễn viên có mối quan hệ hẹn hò với nhau sau khi đóng phim chung. Hình ảnh mới nhất của họ khiến fan rất xôn xao. Thúy Ngân đã nhanh chóng có phản hồi về tin đồn hẹn hò giữa mình và Trung Dũng sau khi kết hợp chung. Thời gian qua, các tình tiết xoay quanh bộ phim truyền hình Gạo Nếp Gạo Tẻ được xuất hiện trên khắp các diễn đàn. Có thể nói từ rất lâu, phim truyền hình Việt Nam mới có được một sản phẩm làm mọi người xôn xao như vậy. Bởi lẽ vài năm trở lại đây, phim Việt đi vào giai đoạn bão hòa và khiến một số diễn viên cảm thấy muốn dừng lại và chỉ tập trung cho game show. Đây cũng là một bộ phim quy tụ khá nhiều diễn viên nổi tiếng như Hồng Vân, Mai Quỳnh, Lê Phương, Trung Dũng, Hoàng Anh. Mỗi nhân vật đều mang một tính cách khác nhau và đặc biệt ai cũng có đất diễn, có nét tính cách riêng để đẩy cao trào của phim, đảm bảo được sự ấn tượng riêng trong mắt người xem. Trong phim, cặp đôi gây được sự chú ý của khán giả nhất đó chính là vợ chồng Hân và Kiệt. Bởi lẽ không ai có thể chấp nhận được một cuộc sống vợ chồng với người phụ nữ như Hân, một cô vợ đầy ích kỷ, chỉ nghĩ lợi ích cho bản thân. Bên cạnh đó cũng không ông chồng nào chịu đựng được bạn đời của mình suốt ngày chỉ muốn lấy tiền từ mình và buộc chồng phải cung phụng để sung sướng. Ngoài ra, cao trào của cặp vợ chồng này còn lên một mức cao hơn khi Kiệt lại cứ liên tiếp nhẫn nhịn, chịu đựng không chỉ vợ mà cả mẹ vợ. Ngoài đời chắc chắn không có bất kỳ người đàn ông nào chấp nhận việc hạ mình như thế. Tuy nhiên trên phim, cả hai liên tiếp mâu thuẫn thì ngoài đời họ lại diện đồ đôi, nắm chặt tay nhau ở sân bay. Hình ảnh mới nhất này khiến khán giả đặt nghi vấn. Sau 80 tập phim với nhiều cảnh quay chung, cả hai đã phát sinh tình cảm với nhau.
Để sự việc được cụ thể hơn, chúng tôi đã nhanh chóng liên hệ với Thúy Ngân nhằm tìm hiểu về mối quan hệ giữa cả hai. Ngay sau đó, nữ diễn viên cũng lên tiếng xác nhận vì không muốn khán giả của mình phải chờ đợi lâu. Cô cho hay, hình ảnh xuất hiện trên các diễn đàn là có thật. Cả hai đang đi chụp ảnh cưới nên mang khá nhiều hành lý. Tuy nhiên cô từ chối tiết lộ về bộ ảnh cưới và hứa hẹn sẽ bật mí với người hâm mộ trong thời gian sớm nhất. Từ trước đến nay, chuyện phim giả tình thật đã không còn quá xa lạ trong showbiz. Và nếu việc này có thật thì chắc chắn cặp đôi này sẽ còn nhận nhiều sự quan tâm của khán giả hơn nữa. Hoa hậu Trúc Diễm lần đầu trải lòng về cuộc sống hôn nhân với người chồng cô cho là biến thái. Trước khi cưới, chồng tôi là một người rất ngăn nắp, bởi vậy tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ giữ được sự ngăn nắp đó sau khi cưới. Thậm chí trong ngày cưới, chồng tôi còn dám đứng trên sân khấu trước toàn thể khách mời và hứa, từ nay, ngày nào anh cũng sẽ rửa chén cho em không cần phải làm gì hết. Nghe thấy câu đó tôi vui và cảm động lắm. Tôi vốn ghét rửa chén, nấu bao nhiêu món cũng được, nhưng rửa thì không. Cuối cùng, tôi phải là người rửa hết. Tôi tự thấy hai vợ chồng mình là người biến thái, có thể dùng chung toilet cùng nhau, cái gì tôi cũng dùng, chồng tôi cũng dùng. Tôi đánh răng đã để hai bàn chải cho hai vợ chồng cạnh nhau mà chồng cứ lấy của tôi ra đánh. Hai cái khăn tắm tôi để khác nhau, chồng cũng lấy của tôi ra lao. Từ lúc tôi lấy ra lao thì hồi không chịu được. Mặc đồ ngủ hay bộ đồ ở nhà thoải mái lắm, tôi rất thích mặc, nhưng chồng tôi lại cứ chê tôi mặc như bà thím. Cái gì tôi cũng nói với chồng, như nãy chẳng bao giờ làm, mà nói nhiều thì thành ra cãi nhau, ai cũng đi ra đường làm việc hết. Tôi có kinh doanh riêng của tôi, chồng tôi có kinh doanh riêng của chồng tôi, ai cũng là trụ cột của gia đình chứ không phải một người, vì thế việc nhà cũng phải chia ra. Ngày xưa, tôi thường có suy nghĩ phải mặc những bộ đồ tương xứng với vị trí của mình, nên tìm kiếm được bao nhiêu tiền xài hết bấy nhiêu. Nhưng từ lúc chuẩn bị lấy chồng và lấy chồng rồi, tôi bỗng thay đổi suy nghĩ. Tôi chỉ muốn mua những món đồ phù hợp với giá tiền và mình làm đẹp hơn. Tôi học cách bỏ qua những lời đàm tiếu so sánh. Ngày của tôi thường phải gặp nhiều lời so sánh đàm tiếu, nên tôi không muốn bận tâm vào nó. Nhờ đó tôi tiết kiệm được một khoản tiền. Tiền này tôi để lo cho bản thân, gia đình, bố mẹ, con cái sau này, hoặc từ thiện cho người có hoàn cảnh khó khăn. Tôi thấy cuộc sống của mình ý nghĩa hơn. Đôi khi, tôi cảm thấy hơi buồn và tiếc nuối vì đã bỏ sân khấu. Nhưng khi nhìn cuộc sống hiện tại của mình bình yên, vui vẻ, tôi cảm thấy thoải mái. Bây giờ tôi muốn sòng phẳng công việc nhà. Hai vợ chồng tôi ai cũng đi làm, nhưng việc nhà là tôi phải làm hết. Gia đình tôi cũng thuê người làm, nhưng một tuần họ chỉ đến 2 lần thôi, nên những việc lặt vặt tôi phải làm. Nhiều khi tôi bận việc này việc kia, chạy chỗ nọ chỗ kia, đầu như muốn nổ tung, mà về tới nhà chưa kịp thay đồ thì ông xã đã hỏi sao không nấu cơm. Đi làm về mệt mỏi mà tôi phải mặc nguyên bộ đồ chạy vào bếp, vo gạo, nấu cơm, rồi bưng lên tận bàn. Điều này khiến tôi rất nản. Tôi cảm thấy quá sức mệt mỏi, như một cục pin bị cạn năng lượng, nên rất cần sự giúp đỡ từ người chồng. Tôi muốn chồng mình mua tạm đồ ăn để ăn khi tôi quá bận, hoặc nấu cho hai vợ chồng bát mì để tôi có thời gian tắm rửa. Được như vậy là tôi vui rồi. Tôi đã lựa chọn đứng về phía sau khi lấy chồng. Thời điểm đó tôi không còn đi catwalk, dự event hay xuất hiện trên truyền hình. Tôi phải dậy sớm làm đồ ăn sáng cho chồng, rồi tới công ty làm việc. Tôi ứa nước mắt khi bị hỏi sao không xuất hiện nữa. Tôi luôn phải về trước chồng 2 tiếng, bắt nồi cơm lên trước để nấu cơm cho gia đình. Dù ít hay nhiều, tôi cũng sẽ là người nấu cơm. Tôi mất 2 năm đầu hôn nhân để làm như vậy. Sau khi làm xong công việc, tôi mệt quá mới nằm xuống thì chồng lại nói em rảnh quá à. Lúc đó tôi tức quá mới cãi, tại sao những cái tôi hy sinh anh lại không hề biết. Tôi đang là người trong ánh hào quang mà phải hy sinh để lui về phía sau như vậy là điều quá lớn. Nhưng tôi không tiếc nuối điều đó, chỉ cần có sự chia sẻ từ chồng là đủ rồi. Tôi có thể bỏ qua hết mọi tật xấu nếu người đàn ông đó đồng cảm với tôi, chứ không phải coi việc nhà hiển nhiên là việc của tôi. Sau khi nói chuyện với nhau, chồng tôi cũng có thay đổi và xin lỗi tôi. Bây giờ tôi tự hứa sẽ tự thay đổi, nhỏ nhẹ hơn và san sẻ nói chuyện với chồng. Toàn cảnh màn cầu hôn đầy xúc động của Lan Khuê và chồng đại gia sắp cưới. Chiều ngày 27 tháng 6, Lan Khuê đã bật khóc, dâng trào hạnh phúc khi được bạn trai đại gia bí mật cầu hôn trên sân thượng với sự chứng kiến của đông đảo bạn bè thân thuộc. Cách đây vài ngày, trang fanpage bất ngờ chia sẻ thông tin Lan Khuê và doanh nhân John Tuấn Nguyễn sẽ làm đám cưới. Cụ thể, một fanpage chuyên bốc phốt về giới nghệ sĩ tiết lộ rằng cô và Tuấn John sẽ chính thức về chung nhà vào tháng 10. Tuy nhiên, về phía của nữ siêu mẫu vẫn chưa lên tiếng về tin đồn này.
Trước những thông tin đó, chiều ngày 27 tháng 6, Lan Khuê đã bật khóc, dâng trào hạnh phúc khi được bạn trai đại gia bí mật cầu hôn trên sân thượng, với sự chứng kiến của đông đảo bạn bè thân thuộc. Được biết, đây là buổi cầu hôn đã được John Tuấn Nguyễn chuẩn bị từ trước. Kế hoạch cầu hôn Lan Khuê đã bị hoãn hai lần vì nhiều lý do. Liên hệ trực tiếp với nữ siêu mẫu, người đẹp chia sẻ, cảm giác của Khuê hiện tại đang rất là hạnh phúc khi được John cầu hôn trong khung cảnh vô cùng đặc biệt này. Đến hiện tại, Khuê vẫn còn xúc động và bất ngờ bởi vì John nói với Khuê là anh đang đi công tác ở nước ngoài. Không chỉ thế, màn cầu hôn còn được chứng kiến bởi tất cả những người bạn thân thuộc nhất xung quanh Khuê. Điều này là điều mà một người đàn ông sẽ cùng Khuê đi hết cả cuộc đời mới có thể mang đến được.